Tử vi tuổi Đinh Mão 1987, tháng 3 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, một số lý thuyết khoa học mới nhất giúp chúng ta hiểu được người xưa xây dựng nên thuật phong thủy đều dựa theo các nguyên lý. Cho nên ngày nay, chúng ta đã nhận ra rằng vạn vật trong vũ trụ không đứng yên, chúng đều vận động theo một quy luật nhất định, từ đó có thể dự đoán được vận mệnh của con người thông qua những dấu hiệu nhất định. Các nhà tư tưởng, triết học thời cổ đại đã tìm ra mô thức cho việc xác định những nét chung của tính cách và giải đoán số phận của con người thông qua việc nghiên cứu mối tương quan giữa con người và tự nhiên, các quy luật âm dương ngũ hành. Vậy thì quy luật ngũ hành, tử vi các hung của những gia chủ tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 trong tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu sẽ diễn ra như thế nào? Xin mời quý vị hãy nghe những lời khuyên của các chuyên gia phong thủy hàng đầu của Hiệp hội Phong thủy trong video ngay sau đây của chúng tôi. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mù mà âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2021. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3, từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 11 tháng 5 dương lịch. Tháng Nhâm Thìn có nạp âm là trường lưu thủy, ngày Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và thân thành thủy cục, xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu, tuyệt Tuất. Đối với người tuổi Đinh Mão trong tháng 3 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 8 tháng 3, tức ngày 19 tháng 4 dương lịch, có nạp sát là Đinh Dậu. Thứ hai là ngày âm lịch 20 tháng 3, tức ngày mùng 1 tháng 5 dương lịch, có nạp sát là Kỷ Dậu. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Đinh Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo và Kim Bài Thái Tuế. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Đinh Mão trong tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 9 tháng 3, từ ngày 20 tháng 4 dương lịch, có nạp sát là Mậu Tuất, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Thứ hai là ngày âm lịch 21 tháng 3, từ ngày mùng 2 tháng 5 dương lịch, có nạp sát là Canh Tuất, có nạp âm là Thoa Xuyên Kim. Đây là hai ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao. Hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Đinh Mão 1987 trong tháng 3 âm lịch. Những gia chủ tuổi Đinh Mão 1987 mệnh lộ trung hỏa là người sống phóng khoáng, độ lượng, khoan dung hiền hậu với mọi người. Họ thông minh, linh hoạt, làm việc nghiêm túc, có tố chất lãnh đạo. Họ có tư duy sáng tạo, cái nhìn độc đáo, biết dùng người tài. Tuy nhiên, do mang cho mình lý tưởng cao xa, tham vọng to lớn, lại luôn thích làm người chỉ huy, nên tuổi Đinh Mão 1987 khiến người khác có ấn tượng khá kiêu căng, tự đại.
Ngoài ra, theo kênh Phong thủy Gia Cát, họ còn thích sử dụng sức ảnh hưởng của mình với số đông, dùng cách khơi gợi sự cổ vũ để giúp bản thân đạt được mục tiêu, nên có thể khiến cho những người xung quanh cảm thấy áp lực nặng nề. Khi làm việc, họ tỏ rõ mình là một người lý trí và bình tĩnh, tự tin, rèn luyện cho mình khả năng học hỏi và ghi nhớ từ kinh nghiệm của người đi trước, rất nhanh nhạy nắm bắt thời cơ, không có suy nghĩ lười biếng hay đi đường tắt. Trong chuyện tình cảm, khi gặp chuyện không vui, họ thường xả ngay với người yêu, thậm chí có khi không khống chế được bản thân mà nói những lời tổn thương, đau khổ cho đối phương. Vì thế, khi thấy buồn bã, tuổi Đinh Mão hãy cố gắng suy nghĩ lý trí, đừng để người yêu trở thành sọ rác chứa mọi nỗi niềm của mình, nhất là khi đi xa, đi du lịch cùng nhau. Tử vi tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu 2021 dự đoán rằng vận trình tháng này của tuổi Đinh Mão rất khởi sắc, đặc biệt trên phương diện sự nghiệp. Những cố gắng của bạn đều được đền đáp xứng đáng, sẽ được cấp trên công nhận và được thưởng lương xứng đáng. Tuy nhiên, công việc bận rộn khiến bạn luôn mệt mỏi, nên dành thời gian để chăm sóc sức khỏe bản thân và quan tâm đến những thành viên trong gia đình. Nhâm Dương Thủy gặp Mão âm mộc là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là tháng khá tốt cho các gia chủ tuổi Đinh Mão. Nếu có cơ hội tốt, bản mệnh cần phải nắm bắt, sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi ở phía trước để giúp các gia chủ hóa giải được những thị phi, xui xẻo và giúp con đường công danh, tài lộc thêm phần hanh thông, rộng mở. Thì người tuổi Đinh Mão cần mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo và kim bài thái tuế hộ thân để nghênh thái tuế. Sử dụng kim bài thái tuế để hóa giải thị phi, còn sử dụng Minh Quang Pháp Bảo làm vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Sự nghiệp của tuổi Đinh Mão. Tử vi tháng 3 của tuổi Đinh Mão đoán rằng những người sinh năm 1987 sẽ có nhiều may mắn trong sự nghiệp. Quý gia chủ nên nắm bắt cơ hội và thiết lập kế hoạch nghề nghiệp rõ ràng. Theo cách đó, có thể từng bước đạt được mục tiêu. Nếu nỗ lực không ngừng, cuối cùng cũng sẽ đạt được những mục tiêu. Ngoài ra, quý gia chủ sẽ nhận được sự ủng hộ từ các nhà quản lý, sếp và đạt được cấp độ cao hơn trong sự nghiệp. Đặc biệt là tuổi Đinh Mão nên nhớ, kết quả đạt được ngày hôm nay cũng một phần nhờ công giúp sức của mọi người. Hãy có những cư xử đúng mực, đừng để một vài hành động quá khích làm mất điểm trong mắt đồng nghiệp. Để con đường công danh sự nghiệp rộng mở, phát triển mạnh mẽ, tạo bước ngoặt lớn thay đổi cuộc đời, những gia chủ Đinh Mão nên mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Nếu mang Minh Quang Pháp Bảo bên mình, sẽ là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ và là vật phẩm hộ thân tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Tài lộc của tuổi Đinh Mão. May mắn trong tài lộc sẽ giúp tuổi Đinh Mão nhận được thu nhập từ tiền lương và có tiền thưởng. Việc quý gia chủ dành phần lớn thời gian cho việc cải thiện hiệu suất làm việc và tăng năng lực cá nhân đã giúp tăng thu nhập đáng kể trong tháng này. Hơn nữa, người tuổi Đinh Mão rất nhạy bén và biết nắm bắt thời cơ, đầu óc kinh doanh, táo bạo, cho bạn khoản tích lũy không hề nhỏ. Tuy vậy, tuổi Đinh Mão lại có tính phóng khoáng, chi tiêu không kế hoạch nên tiền làm ra cứ giữ như không, cũng không được bao nhiêu. Cho nên, cần phải có kế hoạch chi tiêu cụ thể mới có thể để ra được. Để mọi việc được hanh thông, hóa giải vận hạn không may mắn và đạt được thành công, khuyên gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Tình cảm và gia đạo của tuổi Ân Mão. Tình yêu và mối quan hệ tình cảm có thể tốt cho những người sinh năm 1987. Quý gia chủ có thể phải lòng ai đó và cần nắm bắt cơ hội, hai người sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong công việc. Với những người không phù hợp hay nhất quyết từ chối không liên quan, chỉ tốn kém thời gian và tiền bạc. Ngoài ra, trong khoảng thời gian này, cảm xúc của tuổi Đinh Mão lên xuống thất thường, gây ảnh hưởng ít nhiều tới chuyện tình cảm. Người đã lập gia đình không dành nhiều thời gian bên nửa kia, khiến đôi bên trở nên xa cách, thiếu sự thấu hiểu, khiến số lần cạnh tranh, chiến tranh lạnh nhiều lên trông thấy. Hãy bao dung và nhường nhịn nửa kia, chủ động nhận lỗi, dù lỗi thuộc về ai đi chăng nữa, để giữ gìn hòa khí.
Vận may trong tháng này, gia đình sẽ có chuyện vui, có thể một chuyến du lịch ở nơi xa. Đây là cơ hội để gia tăng tình cảm gia đình, cải thiện mối quan hệ với các thành viên. Để may mắn hơn trong chuyện tình duyên, cũng như nhiều cơ hội may mắn trong công danh và tài lộc, bản mệnh cần mang bên mình vật phẩm phong thủy vòng tam giác khai vận của kênh Phong Thủy Gia Cát. Đây là vật phẩm hộ thân, trang sức đeo tay, giúp chiêu cát lành, chiêu vận quý nhân, tăng cường sức khỏe, chiêu tài, hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá, kỵ tà, hóa sát. Về sức khỏe, tháng này, sức khỏe tuổi Đinh Mão không có gì đáng lo ngại, tuy nhiên vẫn cần chú ý đến thể trạng của bản thân. Cơ thể sẽ dễ suy nhược nếu tiếp tục thức khuya và uống rượu. Nếu đã có tiền sử mắc bệnh, hãy chú ý đến trường lớp. Nếu đã có tiền sử mắc bệnh nào đó, hãy chú ý đến trường hợp tái phát trong tháng này. Ngoài ra, hãy ra ngoài để thay đổi không khí, tổ chức những chuyến đi cho bản thân và gia đình. Tuy nhiên, lái xe cần chú ý xảy ra bất chắc. Ngoài ra, vẫn cần chắc chắn đảm bảo ngủ đủ giấc, chăm sóc bản thân, có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý. Đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên để tịnh dưỡng lại tinh thần sức khỏe. Chớ nên vì âu sầu lo lắng vì những chuyện đã qua, tinh thần thoải mái thì mới khỏe, mạnh, vui vẻ. Và để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Đinh Mão cần mang bên mình vòng tam giác khai vận của kênh Phong Thủy Gia Cát. Đây là vật phẩm được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm cực kỳ phong thủy trong việc hiệu quả cách tài lộc cho gia chủ. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về luận giải vận trình tuổi Đinh Mão trong tháng 3 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi và suôn sẻ. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Cảm ơn mọi người thời gian vừa qua đã luôn đồng hành cùng tin tưởng cùng kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm, cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận. Hãy đưa ra ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn để đưa đến quý anh chị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.